Hey everyone, I'm Hannah from IELTS Hannah. In today's lesson, I'm gonna give you some suggested answers to the topic haircut, which is one of the newest topics of Speaking Part 1 and this time of the year. Now, let's jump in. Xin chào các bạn, trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận một vài câu hỏi cũng như là cô đưa ra một vài đáp án đề xuất cho chúng ta về đề tài cắt tóc ha, haircut. Và trước hết thì chúng ta cùng go through some vocabulary which is related to this topic. Chúng ta cùng xem một vài từ vựng liên quan đến đề tài này nhé. A haircut là một cái bộ đầu mình mới cắt ha, a haircut. To cut hair or to get a haircut là đi cắt tóc, động từ cắt tóc. To trim hair or get a trim, tỉa ha, tỉa tóc, tỉa đuôi ha. To dye hair or get a hair dyed là nhuộm tóc. Strands of hair or hair strands là đuôi tóc, ngọn tóc ha. To have split ends, had split ends là bị chẻ ngọn, bị chẻ ngọn ha. Cái ends là cái đuôi tóc, cái ngọn tóc á, bị split. Split là động từ chia ra, tách ra, bị chẻ ha, chẻ ngọn. To take care of your hair, để chăm sóc tóc. Visit the hair salon, barbers, hairdressers. Wait, đợi chờ chút xíu, chúng ta nghe từ salon ha. Chính xác, nó là salon, chứ không phải là salon. Tiếng Việt mình hay gọi là salon. Tiếng Anh thì nhiều bạn có thể đọc là salon cũng được. Salon thì đó là cách phát âm của British English ha. Ở đây thì cô sẽ phát âm theo kiểu American English. Từ này chúng ta sẽ phát âm là salon ha. Salon. Hair salon là tiệm cắt tóc. Hoặc mình có thể chia ra tiệm cắt tóc nam barbers or barbershop đều được. Hairdressers, tiệm cắt tóc nữ. Thì đây là một vài từ vựng chúng ta nên biết để chúng ta có thể thảo luận chi tiết sâu hơn về các câu hỏi của đề tài này. And then, some reasons for getting a haircut. Chúng ta cùng thảo luận một vài lý do mà chúng ta cắt tóc ha. Ở đây là cô sẽ suggest một vài gợi ý, một vài ideas để chúng ta nhớ áp dụng cho đề tài này luôn. It helps me look well-groomed, elegant, or polished. Nó giúp tôi trông gọn gàng ha, coi như là mình chải chuốt á, mình có groom là chải chuốt rất là tốt, là người rất là chỉnh chu ha, elegant, thanh lịch or polished, rất là bóng bẩy ha. It helps me make a good impression. Make a good impression, có thể đọc nối âm vào ha. Thì đây là tạo ấn tượng tốt ha. Tạo ấn tượng tốt đến những người khác, to other people. It always adds a little boost to my confidence. Thì từ boost ở đây mình dùng ở dạng danh từ ha. Tức là nó sẽ thêm một tí xíu sự cải thiện về cái sự tự tin. Hoặc đơn giản mình có thể dùng là it boosts my confidence. Cũng được dùng boost ở dạng động từ ha. Tức là khi mà cắt tóc thì nó khiến tôi tự tin hơn. Ngoài ra thì I like to change my look and catch people's attention ha. Nó giúp cho tôi thay đổi cái vẻ bề ngoài và thu hút được ánh nhìn của người khác. Ngoài ra, I like to get healthier hair. Tôi cắt tóc là bởi vì tôi muốn có một bộ tóc khỏe mạnh hơn, khỏe mạnh hơn. I like to be in style and updated. Tôi muốn theo thời trang, tôi muốn theo cập nhật những cái phong cách mới. Thì đây là một vài lý do mà chúng ta đi cắt tóc. Next. Different hairstyles, một vài kiểu tóc thì chúng ta cũng cần nắm. Ví dụ như người ta hỏi là bạn thích kiểu tóc gì, hay là hiện tại thì tóc bạn có thích không, vân vân ha. Thì một vài kiểu tóc, đối với nữ thì mình có nhiều kiểu hơn. Bangs là tóc mái ngố. Ví dụ như I got bangs or I have bangs. Tôi có tóc mái thưa, tóc mái ngố, kiểu như thế nha. Có tóc mái là như thế. Beehive là kiểu tóc túm hết lên, cột hết lên. Dạng hình tròn, giống tổ ong vậy đó. Beehive là tổ ong ha. Bob, bob thì kiểu tóc phổ biến rồi. Đây là kiểu tóc ngắn và ở phía sau nó ngắn hơn ở phía trước ha. Braid là kiểu tóc thắt bím hay là tóc tết. Bun ha, bun là búi tóc cao thành một cục ha, một búi củ tỏi đó, ví dụ như thế. Buzz cut là tóc đầu đinh dành cho nam giới. Rồi chúng ta cùng xem một vài câu hỏi của đề tài này nhé. Question number 1. How often do you have a haircut? Bạn có thường cắt tóc không? Chúng ta cùng xem câu trả lời được đề xuất dưới đây.
For the most part, girls are conscious of the way they look, and I'm no exception. Plus, I like to be in style and updated, so that's why I have a haircut every 2 months. I tend to visit the hair salon when I need to change my hairstyle, get my hair dialed, or just get a trim. À, chúng ta cũng phân tích lại câu trả lời này nhé. For the most part, nghĩa là in general, by and large. Nhìn chung thì con gái đều nhận thức về cái vẻ ngoài của họ, đều quan tâm về cái vẻ ngoài của họ. Và tôi cũng không ngoại lệ. Câu trả lời này thì dành cho bạn nữ nhé. Plus, bên cạnh đó, thêm vào đó thì mình dùng từ này thay cho từ besides hoặc là furthermore, moreover gì đó. Plus, thêm vào đó thì tôi cũng muốn được theo phong cách, theo kịp thời trang, bắt kịp xu hướng. Vì thế đó là lý do vì sao mà tôi thường cắt tóc mỗi 2 tháng. Đối với nữ thì 2 tháng là cũng là mức độ thường xuyên rồi đó. Nam thì khoảng 2-3 tuần hoặc là 1 tháng một lần. Tôi thường ghé đến tiệm cắt tóc khi mà tôi cần thay đổi kiểu tóc này, hay là tôi muốn nhuộm tóc này, hoặc là đơn giản là tôi chỉ muốn tỉa tóc thôi. Tỉa mình hiểu như tỉa một chút ha, tỉa đuôi tóc một chút xíu. Thì ở đây thì câu này chúng ta cũng lưu ý vào vài từ vựng ha. Like to be in style and updated. Tôi muốn theo phong cách và bắt kịp xu hướng. Visit the hair salon hoặc là visit the salon là mình ghé vào tiệm tóc ha. Change my hairstyle, thay đổi kiểu tóc. Get my hair dyed, nhuộm tóc. Get a trim, tỉa tóc ha. Cái từ vựng này mình học trước, sau đó mình áp dụng trả lời. Ngoài việc nâng cấp từ vựng thì chúng ta cũng chú ý tới đó là phần liên kết ha, giữa các câu. Để mà được bên 7 và bên 8 trở lên, khác biệt với bên 6 thì chúng ta phải có thêm các liên kết từ. Và những cái từ mình thêm vào để câu trả lời của chúng ta tự nhiên hơn. Ví dụ ở đây chúng ta lưu ý đến từ là for the most part ha, nhìn chung. Rồi, plus thêm vào đó thì cũng này nghe tự nhiên hơn khi mình dùng từ furthermore ha. Rồi, that's why, so that's why, đó là lý do vì sao. When, từ nối giữa hai mệnh đề. Khi trả lời thì chúng ta cũng cần cải thiện thêm dạng câu phức. Câu phức nha, when, that's why. Thì đây là một vài liên kết thì các bạn cũng dùng và áp dụng cho câu trả lời của mình. Now let's move on to the second question. Do you like going to a hairdresser's or barber's? And here is my suggested answer. Of course I do, as it's a chance for me to enhance my look, which in turn boosts my confidence. Besides, it's a kind of me time, simply because it's a great way to get off steam and forget all burdens in such a welcoming atmosphere. Chúng ta cùng xem phân tích câu trả lời dưới đây ha. Bạn có thích tới tiệm làm tóc không, tiệm cắt tóc hay không? Dĩ nhiên rồi, tôi thích ha. Bởi vì đó là cơ hội để mà tôi cải thiện cái vẻ bề ngoài. Enhance my look, hoặc là build or improve my look đều được. Và kết quả là which in turn, cái mà dẫn tới kiểu như thế. In turn là sau đó thì sao, kết quả là thì sao ha. Sau đó thì nó sẽ cải thiện được sự tự tin của tôi. Boost my confidence. Bên cạnh đó thì nó cũng đại loại đó là thời gian dành riêng cho bản thân tôi. Thì chúng ta dùng từ me time. It's a kind of me time. Đơn giản bởi vì đó là một cách tuyệt vời để tôi có thể let off steam, giải tỏa áp lực. And forget all burdens, quên đi mọi gánh nặng, quên đi mọi áp lực trong một cái không khí rất là chào đón ha, trong những cái tiệm cắt tóc. Rồi đó là phần từ vựng. Bên cạnh đó thì các bạn cũng để ý một vài liên kết từ và những từ thêm vào để câu nói của chúng ta tự nhiên hơn. Ví dụ, of course I do ha, chắc chắn rồi. Ngoài từ of course thì chúng ta cũng có thể sử dụng những từ tương tự như là definitely, absolutely, surely, vân vân. Besides, thêm ý và besides là also hoặc là plus đều được. Đưa lý do mình nói it's simply because, đơn giản bởi vì. Để tạo thành câu phức ha. Câu này nó sẽ kéo dài hơn. Và bây giờ một dạng câu trả lời khác đối với những bạn mà không thích đi đến tiệm cắt tóc thì chúng ta sẽ nói như thế nào? No, I find going to the barbershop stressful for a host of reasons. Firstly, I probably have to make small talk. It's difficult to articulate exactly what I want. And sometimes my hair gets painstakingly cut as I sit there, helpless, studying my newly awful reflection in the mirror.
If you know what I mean, the fresh haircut just isn't right at first. À, câu này thì chúng ta sẽ giải thích như sau này. À, tôi không thích đâu bởi vì tôi nhận thấy cái việc đi đến tiệm cắt tóc á, rất là căng thẳng vì nhiều lý do như sau. Trước hết á, có lẽ tôi phải nói chuyện một ít ha. À, và rất là khó để mà giải thích một cách chi tiết chính xác là tôi muốn cái gì. Thỉnh thoảng cắt tóc của tôi được cắt một cách rất là tỉ mỉ, mình có từ painstakingly, cắt một cách rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận, rất là lâu mất thời gian khi tôi ngồi đó, không có giúp được gì, không có làm được gì, và tôi dần dần phải tiếp nhận đó là cái hình ảnh phản chiếu một cách xấu, một cách tồi tệ đó mà mới lạ trong gương. Tức là dần dần tôi phải làm quen với cái kiểu tóc mình đang hình thành đó. Và nếu bạn hiểu ý của tôi thì cái bộ tóc mới thì lúc nào cũng thấy rất là kỳ lạ lúc đầu ha. Isn't right at first, không có đẹp, không có hợp lúc đầu, được không nè? Thì đây là một câu hỏi, một câu trả lời đề xuất cho những bạn nào mà mình không tới thích tới tiệm cắt tóc ha. And the next question, how long have you had this haircut? Well, for around a month or so, I could say. As long as I can remember, I had this haircut before my sister's wedding. Actually, I changed my hair color and my hairstyle. Oh, and I just got the ends trimmed to keep my trends healthy and radiant, which I nearly forgot. Và câu trả lời này thì chúng ta nói, người ta hỏi rằng là bạn đã có bộ tóc cách này được bao lâu rồi? À, khoảng một tháng cỡ đó ha, thì mình sẽ nói là around a month or so. À, tôi muốn nói như thế. À, như tôi có thể nhớ, as far as I remember hay là as long as I remember đều được ha. Tôi có bộ tóc này khi trước khi mà đám cưới chị tôi ha. À, quả thực thì lúc đó tôi có thay đổi màu tóc nè và thay đổi kiểu tóc nè. À, tôi còn có cắt cái đuôi tóc nữa để giữ cho cái ngọn tóc của tôi khỏe và sáng bóng. Cái này tôi xém nữa tôi quên ha. Which I nearly forgot. Và chúng ta cũng lưu ý tới phần liên kết ha. Well, mình có thể bắt đầu bằng câu trả lời của chúng ta. Well, cho nó tự nhiên. Và cái từ well này đọc thì nó lên đuôi một tí xíu. As long as I can remember, như tôi nhớ, khi nói về một cái gì đó về quá khứ, mình có thể thêm những cái câu như thế này ha, liên kết từ as far as I remember hay là as long as I remember, như tôi nhớ. Mình chi thì quá khứ đơn sau đó nha, before, trước cái mốc thời gian nào đó trong quá khứ. Actually, đó, thì đây là điểm khác biệt giữa bên 7 và bên 6 nè. À, bên 7 thì chúng ta thêm những cái từ liên kết và khiến cho câu nói của chúng ta tự nhiên hơn ha. Actually, chi thì quá khứ đơn luôn, mình đã làm gì ha? Hầu hết là chi thì quá khứ đơn hết. Và which I nearly forgot, mình thêm cái này thôi, nhưng mà nó là mệnh đề quan hệ đó, để khiến cho câu của chúng ta đa dạng hơn về thì và ngữ pháp. Now move on to the next question. Question number 5. Have you had a haircut that you didn't like? Well, to be honest, bad haircuts happened several times in my life. I guess it happened because there was a kind of miscommunication between me and my hairdresser. I just failed to articulate my desired look, which resulted in the haircut I didn't expect to see. For example, a couple of months ago, I wanted to get bangs, but when all was said and done, my bangs were so short and thin that I didn't dare go out a few days later. À, câu hỏi này người ta muốn hỏi là đã bao giờ bạn có một cái bộ tóc mới cắt mà bạn không có thích chưa? To be honest cũng là một cái từ mà chúng ta thể hiện cái quan điểm của mình ha, thật lòng mà nói đó. To be honest, bad haircuts thì chúng ta paraphrase lại cái đề ha, tức là bộ tóc mà mình không thích thì mình nói là bad or awful haircuts xảy ra một vài lần trong đời của tôi. Và tôi đoán điều này xảy ra là bởi vì sự hiểu lầm, miscommunication giữa tôi và người cắt tóc. Nếu bạn là nam thì mình sửa lại từ hairdresser thành từ barber ha. Tôi có thể là không thể giải thích ha, tôi không thể hay là tôi thất bại trong việc giải thích chi tiết cái bộ tóc cái kiểu mà tôi mong muốn á. Điều này dẫn tới cái bộ tóc mà tôi không muốn nhìn ha. I didn't expect to see. Ví dụ như là cách đây một vài tháng tôi muốn cắt tóc mái, tôi muốn tóc của tôi có tóc mái. Và khi mà mọi thứ đã xong xuôi rồi thì tóc mái của tôi đã quá ngắn và quá thưa, đến nỗi mà tôi không dám đi ra khỏi nhà một vài ngày sau đó luôn.
Thì chúng ta cũng học một vài từ vựng ha. Articulate mình thấy xuất hiện trong hai câu trả lời đúng không nào? Articulate là giải thích cái gì đó một cách chi tiết ha. Get bangs là muốn có tóc mái ngố, tóc mái thừa đó ha. When all were said and done, khi mọi thứ đã xong xuôi. Các liên kết từ chúng ta thấy là well, to be honest. Và khi thêm cái liên kết từ chúng ta lên cái đuôi một tí xíu ha. Well, to be honest, H become ha. Rồi, because hoặc là các bạn có thể thay bằng từ as hoặc là từ since đều được ha. Hoặc là this is due to the fact that, điều này là bởi vì, dùng due to the fact that. Which resulted in, điều này dẫn tới, sử dụng mệnh đề quan hệ khi nói về nguyên nhân và kết quả. Ngoài ra để câu này dài hơn nữa thì cô đã dùng cách đó là nêu ví dụ, for example. Cách đây vài tháng thì mình lại chia quá khứ ha. Tôi đã như thế nào. Và để trả lời câu hỏi này thì hầu hết chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn, vì chúng ta kể lại cái lần mà chúng ta không có cái bộ tóc mà chúng ta thích. Now let's move on to the last question. Do you want to change your hair color? Well, it's hard to say. On the one hand, I think it's great to change my look by dyeing my hair with different shades of brown or blonde, which I mean are natural hair colors. On the other hand, I can't imagine myself with green or pink hair. That's just weird. Câu hỏi này người ta muốn hỏi bạn là bạn có muốn thay đổi màu tóc của bạn không? Câu trả lời, hơi khó để nói, it's hard to say. Một mặt đó, thì tôi thấy thật là tuyệt để mà thay đổi cái vẻ bề ngoài ha, bằng cách là nhuộm tóc của tôi với những sắc thái khác nhau của màu nâu hoặc là màu vàng hoe đó. Ý tôi là những cái màu tự nhiên của tóc. Mặt khác, tôi không thể tưởng tượng bản thân mình với tóc màu xanh lá hay là màu hồng. Nó lạ lắm. Tức là tôi cũng thích thay đổi màu tóc, nhưng mà chỉ là một vài màu tóc là màu tự nhiên thôi, chứ không phải là những cái màu quá chói, những màu quá lạ ha. Và chúng ta có các từ vựng đó là different shades of brown or blonde. Shades là những cái sắc thái, ví dụ như màu nâu đậm, nâu đỏ, vân vân. Đó là những sắc thái khác nhau của màu nâu. Tương tự các bạn cũng để ý cách trả lời. Khi chúng ta không trả lời trực tiếp thì mình sẽ nói là it's hard to say, khó để nói. Mình bàn về một bên thì mình nói on the one hand. Và từ kết nối còn lại, on the other hand. Bên cạnh đó chúng ta thường hay sử dụng mệnh đề quan hệ này ha. Để chúng ta liên kết, làm dài và tạo ngữ pháp câu phức cho bài nói của chúng ta. Và câu hỏi này đã kết thúc cái chủ đề haircut ngày hôm nay của chúng ta. Các bạn có thể rút ra được một vài từ vựng mình sử dụng trong bài thi thật, cũng như là một vài tip để chúng ta làm dài câu và tăng điểm ngữ pháp nhé. Okay, that's it for today's lesson. If you like this video, please give me a thumbs up. And if you're new here, you should subscribe my channel, because I will post new lessons every single week. Thanks for watching. Goodbye, and I'll see you next time.